Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Xem ra lão phu không hề nhìn nhầm. Lão Ngọc Như ấy chẳng làm gì được công tử hết, xin công tử hãy thu nhận. Nói hay lắm, hai người còn lại thì sao? Bọn ta nguyện ý nghe theo sự sắp xếp của công tử. Đường Giang Thanh Ảnh, ngươi đi theo Lục Diên Khánh, sắp xếp để rời khỏi New Ni Đạp Nguyệt Lâu. Mã Đăng quay về U Minh Thất Sát Điện triệu tập nhân mã, tập hợp đầy đủ để chuẩn bị rời đi. Kim Liên phu nhân, ngươi mang thông báo của ta tới Thiên Mạc, yêu cầu người của Thiên Hồn Tông đến đây tập hợp. Vâng. Xin hỏi một câu, công tử, chúng ta sẽ đi đâu? Đi Phương Nghi đạo giới. Để ngươi an tâm, ta sẽ cho ngươi biết Sát Tâm Phật gia cũng sẽ đến đó. Sát Tâm Phật gia cũng đến, quá tốt rồi. Ba canh giờ sau, toàn bộ thành viên của New Ni Đạp Nguyệt Lâu đã chuẩn bị sẵn sàng. U Minh Thất Sát Điện đã vào vị trí. Thiên Hồn Tông đang chờ hiệu lệnh của công tử. Đã đủ rồi, đi thôi. Nhiều tàu quá, bọn họ muốn đi đâu? Xem ra là người của ba đại tông môn. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Đây là muốn mở ra trận chiến đạo giới hay sao? Hừm, tên khốn quỷ như nai đó làm lão phu bị thương không hề nhẹ. Cũng đã hồi phục được một phần, đến lúc triệu tập người của đạo giới rồi. Phóng thích thần niệm. Chuyện gì vậy? Thiên Hồn Tông không còn ai nữa. U Minh Thất Sát Điện cũng vậy. Tìm thấy rồi, bọn khốn này muốn đi đâu đây? Đáng ghét, dám phản bội Ngọc Nhữ đạo giới. Nhất định là ta sẽ xé xác các ngươi ra thành từng mảnh. Sư phụ không hay rồi, Ngọc Nhữ đạo chủ đã đuổi tới. Cái gì? Sao vậy, ngươi sợ à? Dĩ nhiên là không, công tử làm gì lão phu làm đấy, không ai có thể ngăn cản được. Các ngươi sắp xếp theo hình thức phòng thủ này, ta sẽ đi gặp Ngọc Nhữ. Lâm Huỳnh, huynh chắc chứ? Chắc ư? Ta cũng không biết, nhưng chỉ có một mình Ngọc Nhữ sẽ không ngăn nổi chúng ta. Hôm nay kẻ nào dám rời đi, bổn tọa sẽ giết không thương tiếc. Ngọc Nhữ não tặc, ta đánh cờ thắng ngươi nhưng ngươi không phục, nên giờ muốn chơi trò khác hay sao? Tiểu tử Lâm Việt, lão phu thua ngươi lúc nào? Ngươi dám hồ ngôn loạn ngữ, nộp mạng ta đây. Ngọc Nhữ não nhì, không ngờ ngươi lại vô liêm sỉ như vậy. Sao năm đó ta lại mù quáng bái ngươi làm sư cơ chứ? Bây giờ ngươi vẫn chưa phải là đối thủ của hắn, để ta. Hay là chúng ta đầu hàng, nói không chừng là đạo chủ sẽ bỏ qua. Đúng vậy, phe chúng ta không thể nào đánh bại đạo chủ đâu. Đừng nóng, xem tình hình trước rồi nói. Đúng, cho dù là thua, đạo chủ chắc cũng không giết chúng ta đâu. Lâm Việt, ngươi nghĩ tên phế vân Thương Nguyên không làm gì được ngươi, thì lão phu cũng không làm gì được ngươi hay sao? Nói nhảm xong chưa? Thái Khư Cước, Ca Tường Diệu Đệ Tam Thức. Đây là khí tức thần thông. Không thể nào, Đạp Thiên Thất Bộ là thần thông vô song, hình như là thần thông của hắn còn mạnh hơn nữa.